quý vị, sắp tới mùa du lịch cao điểm, Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách, đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn về môi trường để khách có thể yên tâm tham quan vui chơi, lưu trú tại thành phố. Nhiều công ty lữ hành cho biết việc thành phố xúc tiến mở lại nhiều đường bay cùng nhiều sự kiện sôi động hấp dẫn trong các dịp lễ Tết vừa qua đã tạo đà để du khách trong nước và ngoài nước đến với thành phố vào dịp hè này. Theo đó, các công ty lữ hành đã kết nối với các cơ sở lưu trú xây dựng các tour du lịch nghỉ dưỡng mới lạ với giá cực kỳ ưu đãi để thu hút khách. Bắt đầu từ khoảng tầm ngày 1 tháng 6 trở đi thì rất nhiều cái lượng request gửi về công ty và cũng có rất nhiều khách đoàn, chủ đạo vẫn là khách đoàn. Họ đã đặt và đã triển khai tất cả những cái thông tin khách hàng đến cho công ty. Để chuẩn bị cho sự trở lại của thị trường khách du lịch trong mùa hè năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã khởi động chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng 2022. Chủ đề Enjoy Đà Nẵng, tận hưởng Đà Nẵng với nhiều gói sản phẩm hấp dẫn độc đáo với giá ưu đãi và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp. Số lượng khách đặt các combo này đã và đang tăng đáng kể. Ngoài cái dịch vụ nghỉ dưỡng thì với các cái giá trị tăng thêm, các voucher để tặng cho khách hàng với đa dạng các dịch vụ bổ sung ấy thì nó khác hơn so với mọi năm, là các năm thì chúng ta chỉ đóng gói sản phẩm. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và tăng cường công tác quản lý tại các điểm đến để chào đón khách đến tham quan vui chơi vào mùa du lịch biển 2022. Thì hiện nay chúng tôi đang trường hoàn thiện các cái điểm đến, rồi tăng cường cái giải pháp về mặt quản lý khách lên xuống Sơn Trà ở các trạm check-in, check-out, cũng như là hoàn thiện các cái dịch vụ tại một số nơi để mà tăng cường cái sản phẩm và làm sao để du khách khi trải nghiệm trên bán đảo Sơn Trà với một cái trải nghiệm về thiên nhiên cảnh quan thoải mái nhất, với một điều kiện thiên nhiên mà được gìn giữ tốt nhất mà du khách khi đến với Sơn Trà. Đối với các bãi tắm từ quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà đến quận Thanh Khê và Liên Chiểu, ban quản lý đã bố trí lực lượng cứu hộ, đội an ninh trật tự có kỹ năng nghiệp vụ chuyên nghiệp để túc trực, nhất là tại các bãi tắm đêm như bãi biển đêm Mỹ An để đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm, vui chơi và trải nghiệm các dịch vụ tại bãi biển. Ngoài ra, dự kiến trong tháng 6 tới, Đà Nẵng sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động chào đón hè, lễ hội biển và sông Hàn, các cuộc thi sắc đẹp, đua thuyền, thi đấu võ thuật, thể thao bãi biển, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với nhiều hoạt động diễn ra tại công viên châu Á, khu du lịch Sun World Bà Nà Hill, công viên biển Đông và các bãi biển Đà Nẵng, và các hoạt động văn hóa lễ hội sông Hàn năm 2022, giải đua thuyền rowing và canoeing vô địch các câu lạc bộ toàn quốc để chiêu đãi du khách. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, với những tín hiệu tích cực về khách du lịch trong thời gian qua, dự báo trong mùa hè năm nay, Đà Nẵng sẽ bắt kịp dịp cao điểm nhất của khách nội địa năm 2019.